soi kèo Trung Quốc với Việt Nam 17 giờ ngày 10 tháng 10. Nhận định Trung Quốc với Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc dưới triều đại của tân huấn luyện viên Jankovic vẫn đang gây quá nhiều thất vọng cho người hâm mộ của đất nước tỷ dân, khi mà ở hai trận đấu giao hữu vào tháng 9 vừa qua thì họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi đã để cho một đại diện đến từ Đông Nam Á như Malaysia cầm hòa với tỷ số 1-1 và để thua với tỷ số tối thiểu trước Syria. Kể từ khi chiến lược gia người Serbia lên nắm quyền tại đội tuyển quốc gia Trung Quốc thì đội bóng này vẫn chưa gặt hái được quá nhiều thành công, khi mà trong 6 trận đấu gần nhất đã thi đấu trong năm 2023 thì họ chỉ mới có 2 chiến thắng, còn lại 2 trận hòa và để thua 2 trận. Rõ ràng với thành tích tệ hại như vậy thì chiếc ghế của huấn luyện viên Jankovic đang bị lung lay rất dữ dội. Và tại kỳ FIFA Day lần này họ sẽ có 2 trận đấu với Việt Nam và Uzbekistan. Nếu như tiếp tục không đáp ứng lại kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà thì có lẽ chiến lược gia người Serbia phải bay ghế trước khi vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 2 bắt đầu vào tháng 11 tới đây. Trở lại với trận đấu gặp Việt Nam, tất nhiên xét về thực lực thì đội tuyển Trung Quốc vẫn là cái tên nhỉnh hơn rất nhiều. Nhưng không phải vì vậy mà đội bóng của huấn luyện viên Jankovic có thể nghĩ đến một chiến thắng dễ dàng trước đội khách. Không chỉ phong độ thi đấu lúc này đang rất thất thường, mà ngay cả trong hai trận được thi đấu trên sân nhà gần nhất thì đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có một trận hòa và để thua một trận. Phía bên kia sân, đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Chu Xie đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn, khi mà họ đã toàn thắng trong cả 3 trận đấu gần nhất trước những Palestine, Syria và Hồng Kông. Càng đáng khen hơn, khi đây đều là những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đều giữ sạch lưới. Lại nói về cuộc chạm trán với đội tuyển Trung Quốc, có thể trong lần hai đội gặp nhau gần nhất tại trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2022, thì đội tuyển Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1, nhưng đừng quên đó là trận đấu mà họ được thi đấu ngay trên sân nhà tại Mỹ Đình. Và việc để kết quả này có thể một lần nữa tái hiện trên đất Liêu Ninh sẽ không phải là chuyện dễ đối với thầy trò huấn luyện viên Chu Xie. Cần biết ở thời điểm này, những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Việt Nam chỉ còn một nửa so với chiến thắng vừa kể trên. Và chiến lược gia người Pháp đã triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển cho trận đấu này, cũng như để thử nghiệm cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới đây. Nên bộ khung của Việt Nam lúc này chắc chắn sẽ chưa thể nào mang lại tính hiệu quả tức thì. Và những trận đấu trong loạt FIFA Day lần này của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie sẽ là liều thuốc thử nặng đô dành cho đội tuyển Việt Nam. Soi kèo Trung Quốc với Việt Nam. Tất nhiên, với việc là một đội bóng có đẳng cấp cao hơn, cũng như có lợi thế về mặt sân bãi, thì đội tuyển Trung Quốc đang là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn trong trận đấu này, khi mà họ đang chấp đội tuyển Việt Nam ở kèo một trái rưỡi. Song, đây là kèo vô cùng khó nuốt đối với tuyển Trung Quốc, khi mà họ đã không thắng trước các đội bóng tiểu nhược như Syria và Malaysia trong hai trận đấu gần nhất, và khiến cho Trung Quốc để thua kèo cả hai trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang thắng kèo trong cả hai trận đấu gần đây, và đặc biệt hơn là đội khách đang có hàng thủ vô cùng chất lượng, khi chỉ mới để lọt lưới 3 bàn sau 10 trận đấu gần nhất. Vì vậy, việc đội tuyển Việt Nam để thua trước đội bóng chủ nhà Trung Quốc là vẫn có, nhưng sẽ là rất khó để Việt Nam thua cách biệt quá 2 bàn trước đối thủ. Vì vậy, với kèo được chấp một trái rưỡi thì Việt Nam mới là cái tên đáng để giới mộ điệu đặt niềm tin trong trận đấu này. Soi kèo tài xỉu Trung Quốc với Việt Nam. Nhìn lại 10 trận đấu đã qua, đội tuyển Trung Quốc chỉ mới mang về cho mình 9 bàn thắng. Qua đó có thể thấy các chân sút của đội bóng chủ nhà đang chơi rất tệ. Trong khi đó, Việt Nam đang là cái tên có hàng công thủ toàn diện, khi chỉ mới để thủng lưới 3 bàn sau 10 trận đấu gần nhất. Và đây cũng sẽ là chìa khóa để giúp cho kết quả ở trận này về xỉu ở kèo 2 trái rưỡi cả trận. Cần biết, trong 8 trận đấu gần nhất của Trung Quốc thì đã có đến 6 trận trong số đó về xỉu. Và điều này cũng đang xảy ra tương tự ở đội tuyển Việt Nam, khi mà kết quả 8 trong 9 trận đấu gần nhất của đội bóng này cũng đã chứng kiến kết quả về xỉu. Dự đoán kết quả Trung Quốc với Việt Nam. Dự đoán tỷ số 1-1. Dự đoán tỷ lệ châu Á chọn Việt Nam được chấp 1 trái 1 trái rưỡi. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu chọn xỉu 2 trái rưỡi.